Anh cũng
ti sẽ bị luận lại. Như thế, sau ta làm việc ở trần gian, đó là nhiệm vụ chúng ta phải chu toàn. Hoàn thành nhiệm vụ ở trần gian, đó là điều kiện để đạt được hạnh phúc nơi trời. Chính Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, Ngài đã chu toàn nhiệm vụ ở trần gian rồi mới lên trời. Nhiệm vụ đó là gieo tin mừng khắp nơi, đi đến đâu là tri ân sắc phúc đến đấy, đi đến đâu là gieo yêu thương đến đấy. Ngày hôm nay, nhân lễ Giêsu lên trời, chúng ta nghe nhắc lại lời truyền của Chúa khi Chúa sai các môn đệ và cũng là sai mỗi người chúng ta cũng đi góp phần để gieo tin mừng khắp thế gian. Gieo tin mừng khắp thế gian chính là chúng ta làm điều tốt đẹp cho mọi người. Làm việc tốt đẹp ở trần gian này đó là góp phần xây dựng nước trời, góp phần xây dựng trần gian đó là dọn chỗ ở trên trời. Trần gian không phải là nơi chúng ta bám trú vì không biết chỗ, nhưng trần gian chính là cơ hội để cho ta đạt tới nước trời. Chính vì thế mà mình có thể phải sống giữa trần gian, phải yêu mến trần gian, phải xây dựng trần gian, vì trần gian là nơi Chúa sai ta đến làm việc. Tuy nhiên, người khi cứu làm việc ở trần gian mà lòng vẫn hướng về bên trời, yêu mến trần gian là vì nước trời, yêu mến trần gian để biến trần gian thành nước trời. Hôm nay, giáo sư chúng ta mở lời hát ca đoạn trong giáo sứ cùng một ngày hội bàn Chúa lên trời. Các anh chị và cũng như tất cả quý ông, quý bà, tất cả mọi người từ thầy các em trước khi đến giới trẻ, đến giới trung niên, chúng ta đã góp phần của mình trong những sứ vụ văn hóa đi mừng bằng lời ca tiếng hát của chúng ta. Chúng ta vui mừng và ơn Chúa về việc Chúa dù giữa cuộc sống ngày hôm nay rất nhiều những thứ vui lôi kéo, nhưng giáo xứ chúng ta vẫn có những ca đoàn, vẫn có những con người hy sinh cố gắng luyện tập để phục vụ trong các thánh lễ, và chúng ta thấy nói chung để phục vụ các chư thân thôi để cả. Và có sự phát hơn rất nhiều người, hơn rất nhiều tuổi thì có rất trẻ tuổi để thì cùng kế tục để sứ mệnh này. Đó là niềm vui mừng mà chúng ta phải tạ ơn Chúa và nhiều giáo sứ không có được. Hôm nay khi dâng lời tạ ơn Chúa cũng là một lời thực lệ cho tất cả mọi ca nhân trong các ca đoàn giáo sứ chúng ta. Hãy một lần nữa ý thức đến trách nhiệm của mình để chúng ta coi điều chúng ta phục vụ ấy không phải là bỏ đi, không phải là vô ích, nhưng nếu chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa, đó là chúng ta đang góp phần với giáo hội trong sứ mệnh của Bồ loan báo trong người Đức Kitô bằng chính lời ca tiếng hát của chúng ta. Bên cạnh đó, sự chịu khó tập luyện, sự sống trang hòa yêu thương hiện nhất giữa ca đoàn của mình trong buổi hộ mình, hiện nhất với các ca đoàn trong giáo xứ của mình, đó là chúng ta đang sống và làm chứng về một tình yêu Đức Kitô đang hiện diện giữa chúng ta. Và mỗi người chúng ta làm trách nhiệm trong đời sống gia đình của riêng mình, đó là chúng ta góp phần thánh hóa gia đình, và đó chính là chúng ta đang làm chứng cho Chúa Kitô trong sứ vụ làm đó vì mình. Mong là qua những cuộc lễ này, mỗi người chúng ta ý thức hơn để góp phần hữu hiệu hơn trong những thứ thi lệnh truyền của Chúa. Như Chúa đã mở lòng, các con em đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi người.